Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Adagaming Minh, và hôm nay mình sẽ quay trở lại với The Game Break này. Thì trước mặt các bạn đây là những con xe mà hôm nay mình sẽ cùng với team của mình đi upgrade nha các bạn. Đầu tiên là hôm nay mình sẽ đi chiếc Land Rover Defender. Con này là nó cũng khá là cổ rồi, đời 1990, nhưng mà đi rất là ngon và gầm cao mái thoái nha các bạn. Tiếp theo cái mình là mình có một chiếc Ford F-150 của Dev và con này đời 2019. Nhưng mà mấy con này chủ yếu đi uống cà phê thôi chứ đi upgrade thì kiểu gì mà hỏi các bạn thấy nó cũng rớt bánh ra chắc chắn 100% luôn. Và ở dưới cuối này mình có một con xe điện nha các bạn. Tên của nó là Smart. Không phải. Smart chứ không phải là Smart. Smart Cloud Convertible. Và con xe này là của Blue các bạn. Con này nó mini chút xíu. Ủa rồi hai người rồi. Trời ơi, tính ra là đâu mà mình lên thử bên kia luôn. Lên thử bên kia coi. Tính ra là hai cái vai nó cạ vô nhau luôn á. Lên đi bạn. Mở cửa. Thiệt chứ màu ngoe thiệt luôn á. Đâu, để mình lên ngồi thử. Ê, tính ra là hai người cạ vô nhau luôn bạn, ôm nhau mà sống luôn bạn. Rồi và cuối cùng là mình có Dũng đi nguyên một con, nói chung là bỏ đi mấy con này mình không có chơi nữa. Dạ vô mới đóng cửa gì mà mất. Mình là mình chỉ chơi những con mini thôi. Đâu là có hai con này nó vậy. Ủa. Đâu con này à? Con này là SUV full, không con này gần full size thôi. Rồi ok, đêm nay tụi mình sẽ đi upgrade nha các bạn. Đây là một cái cung đường upgrade mà nó đi ven biển luôn á. Rồi bây giờ lên xe và đi thôi. Tính ra con Land Rover của mình à. Con Land Rover của mình nó là tay lái nghịch các bạn. Đi. Tớ. Xe mình không có càng không gì hết trơn ta. Này nó có nhiều tính năng lắm các bạn, nhưng mà mình chưa có tìm hiểu được hết. Đi. Ê. Nghĩ nó rớt đồ kìa. Ủa cụ xe nữa, xe không đi cụ. Xe điện đi lẹ bạn. Các bạn hết điện hả bạn? Không có, tôi quên chưa đợi máy. Đó các bạn không, xe mình nó rất là nhẹ luôn. Đó. Trời ơi. Đâu, để thách thức đi. Đây đó. Thách thức với ông vua địa hình. Đi. Ấy, ủa xe mình luôn có gì vậy? Ấy ghê vậy. Vui trần luôn kìa. Đi. Đi đường này nè mọi người. Đang chảnh chưa? Rồi bây giờ mời mấy bạn đi trước, tôi đi dưới cuối để tôi ghi lại những cái khoảnh khắc cuối cùng của những người này. Ngày này năm sau sẽ là ngày chùm má ơi, nó cạc đầu nó kìa. Nó ỉ nó là xe Orat á, nó chả mày ê còn bánh xe không vậy, ê còn bánh xe luôn kìa, ảo vậy. Ôi nó không đúng rớt miếng đồ nào luôn á, để tôi làm với ông nhưng mà nó chạy nhớt. Quý nè còn đúng cái địch nè. Ai cứu vậy là ngựa Dũng rồi, mày làm gì cái Dũng? Ai mà cứu xe tôi vậy á bạn, là xe tôi nó chan xe bạn luôn bạn, xe tôi nó biến thành mũi trần luôn vậy. Rớt cái bánh. Không rớt được, không rớt được. Đúng rồi, hút cái nó. 2, 3, vô. Cái nó. Đúng rồi, để. Hút cái kiểu kia chứ không hút cái kiểu đó. Thôi đi. Điện gió kìa. Điện gió kìa. Tới rồi kìa cụ. Điện gió trà dính. Điện gió trà dính. Đó điện thoại cụ hút mà. Đâu xe điện chạy được nhiêu bạn? Má xe bít đó bạn. Nhà lắm à. Nghe không? Anh ơi, nó tai nạn giao thông kìa. Ê, trời. Cái con xe của mình nó rất là dễ để biến sang bản convertible các bạn. Quỷ đó nó chạy quá chịu. Nó leo đầu leo cổ. Ghê được chứ. Ê con Blue giống như con BMW i8 cộng 2 á ha. Không, phiên bản mini với bạn. Nè, tôi cũng upgrade được nhưng mà upgrade nhẹ thôi. Ủa nào ngồi trên xe tôi vậy? Tôi cũng làm được rồi gì? Ây. Xe ổng dễ nổ chứ vậy. Đâu có đâu, xe mình luôn nổ rồi. Anh Quà nó bị rớt. Đóng mua lại. Đóng mua lại thôi, cho an toàn. Anh Quà nó rớt cái ghế, nó nằm nó một mình. Lên ghế đi Quà. Anh còn những ghế phía sau Quà, lên đi Quà. Đi. Xe này nó dễ bị rã rời đó các bạn. Rồi. Sao mà lật được? Máy xe điện chưa? Máy xe điện chưa? Ghê vậy? Không cái này. Ơi kiếm bánh rồi. Cái động cơ của anh nó lộ thiên lắm anh. Ừ không sao đâu, mình không có vô nước lắm. Này các bạn coi nè, các bạn nghe. Đó. Nghe dạ, có luôn. Con xe của nó, con xe của thằng đếm nó như cái gì vậy?
Hồi nãy mình tới nói các bạn là các bạn nghe tới đuôi lồng chảo rồi, các bạn sẽ thấy upgrade lồng chảo chưa, nhưng mà chưa kịp giờ mình leo lên là nó bị hư luôn các bạn. Dạ. Tôi làm được nè. Các bạn cái đó cái tầm đó tôi làm được bạn ơi. Dạ. Nó nổ ghê quá. Ê, nổ quá. Ê, ê, ơi. Ê, 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 đép lên thử được, đép lên đây đép. Ồ, lên đây đép, lên đây đép. Đép thôi. Cháy. Nào, ừ. Chỗ đó hả anh? Ừ, lên lại em, lên lên được không? Từ giống, xe anh nó... Thôi, nắng ôi, dưới ôi, 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 ôi. Nắng dữ quá. Em có thấy nắng không vậy? Anh ơi, ông mà cũng mát. Đâu rồi? Nè, đang lên nè. Lên đây chơi anh. Tao phải lên thực tế với ai mà lên ảo vậy đúng không ạ? Lên nó chơi nó lao phát lên luôn rồi. Ảo thiệt chứ. Anh có muốn em đổi chỗ ngồi cho nó cân bằng lại trọng lượng. Được, ngồi kế bên đi qua. Đâu rồi? À, xuống đây chơi thì luôn, làm gì tốt với đó thì luôn. Vô vô vô. Ai cũng đi upgrade đây chứ. Ui. Được, được, được hết các bạn, được hết. Trời ơi, lên ngồi cái tự nhiên đè lên phía trước. Ờ, thấy không? Quá đỉnh, trời ơi. Anh lên, lên lật nè. Nói chung là xe này nó không có họ hàng gì với bên Toyota nên nó không có chức năng OBD các bạn. Không ai đỡ được hết trơn á. Xe điện ơi, hết nổi rồi tụi bay ơi. Đi, 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 tiếp, đi, tiếp. Xe điện rồi. Đưa bơi với đời. Quý. Ai, ai, ai. Ghê không, ghê không? Ghê không? Đâu anh nhảo vậy? Nhúng. Đi. Nó chạy ghê quá. Con xe này nó bị sao anh... á các bạn cứ... Ây da, cứ đi xíu là nó ngã, đi xíu là nó ngã. Nhưng mà được cái xe nó đẹp, Land nó nhúng. Land Rover hay là Land Cruiser vậy anh? À, Land Rover. Anh nghĩ nhà Honda không? Không. Ôm cua nè. À, ôm cua. Nhiều lần quá, xe mua trần, bạn xe mua trần, xe mua trần. Đó, thấy chưa? Trời. Bạn nghĩ xe bạn có convertible, xe tôi cũng có convertible nhưng mà đẹp lại. Nó lạ lắm. Defender nó thành Jeep rồi. Ừ, giống Jeep thiệt chứ. Lạ lắm. Đi bạn, đi chưa vậy trơn rồi. Rồi, Mercedes luôn, Mercedes luôn, Mercedes luôn. Ui. Bạn thấy tôi kiếm chỉnh không bạn? Trời ơi, đúng là non, yên non. Cú. Trời, nó xuống này. Biển ảo luôn rồi. Xuống đây biển luôn. Đấy, xuống biển chạy đường nè các bạn. Thì nói chung là xe điện nó xuống dưới là có sao không mày? Cái nước này nó vẫn còn hơi ảo lắm cho nên là nó là nước nhưng mà nó không phải là nước. Nó chỉ là tech tour thôi. Thằng cu nó phóng từ dưới lên nè. Ủa mấy bạn? 67. Ủa mấy bạn đi lặn luôn hả mấy bạn? Ủa alo. Em ở dưới đây được. Xe điện. Xe mình cũng đi được các bạn. Đó. Ấy. Ấy. Được đâu quá. Đuôi xe mua trần. Cái xe, xe này nó... Rồi con xe này nó tông tông một cái là nó hư liền à. Chứ cần tông một cái là nó hư liền. Hay là nó để bánh lên chờ sẵn anh. Có thể bánh còn bạn, bánh tôi vẫn còn bún bánh đàng hoàng bạn. Thôi bây giờ đi tiếp cái đường upgrade bên kia nha các bạn. Còn cái đường này là mình chỉ đi test từ khả năng thở của xe thôi. Nó còn nổ nữa. Nổ dưới nước. Đi. Mát quá. Nay trời nắng vậy? Mát ghê luôn vậy. Trời ơi thằng Dũng. Đúng không? Dũng phế. Chơi 1 2 3. Đụng nhanh vậy. Ơi nhanh nhở. Điện mà bạn. Nhanh nhở. Chứ điện đó bạn. Mình được có 100 mà các bạn nó chạy. Được 100 mấy nè bạn, 110 mấy rồi bạn rồi, ơi. Rồi quẹo đi bạn. Mình đua hết đường này nha bạn, đua hết cái bờ suối này nha bạn. Quá đỉnh. Bye bye. 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 Rồi 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 rồi. Cái con xe điện này nó trâu lắm rồi các bạn. Trâu cực kỳ luôn. Rồi 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 trâu trâu. Không, ý là trâu là không dễ bị rớt đồ, bạn hiểu không? Hello bạn nhí. Ôi trời. Thiệt chứ đếm nó chạy giống như là mấy người mà hả chuẩn bị muốn đăng xuất khỏi trái đất vậy. Vậy thì mất anh vậy. Cháy 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 cháy. Xe này nhúng rất là ngon các bạn nhưng mà gì vậy? Cháy. Bị cháy đít. À, nhúng ngon lắm nhưng mà nó hay bị rớt đồ thôi chứ nếu còn lại nó rất là ngon.
Xe 11/10. Em nằm ngủ rồi. Ừ, ngầm nó đi em. Xe đẹp mà. Đúng rồi, chạy nhớt bị lật á. Kệ. Con kia nó con nó yêu thích mình kìa cô. Quá nó yêu thích mình kìa. Rồi mày xuống dưới đi con. Mày đâu giữ được không vậy? Ủa bạn ngộ quá. Tại, tại vì tôi đi ốc quá thì tôi đi chậm mà hiểu không? Không, có chúng tôi không đi chậm. Nè, đố bạn xe bạn đi được giống tôi luôn bạn. Không, không, không. Rút lại thì nói. Rút lại. Nè, tôi đi được. Rất biển anh ơi, rất biển. Ủa, cái này đâu sao máy đâu. Không. Thì nó chỉ vậy à. Luôn à. Rồi mé mé thôi rồi sao lên ta? Lên đi anh. Đang lên đang lên đang lên đang lên đang lên đang lên. Rồi. Sao thằng đép nó xuống này nó biến thành màu xanh luôn rồi. Ủa. Nó thành chiếc khác rồi. À nó biến thành chiếc khác rồi. Đi 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 đi. Đây có chỗ sửa xe là để mình đổi chiếc khác mình đi, cái bạn chiếc này nó hay bị vỡ quá. Dạ. Để mình đậu xe vô. Tai nạn giao thông. Thằng em nó bị kẹp cái cửa. Ôi con xe đó đẹp dữ vậy. Trời. Để mà mình lấy con này ra bao ốp ráp luôn. Còn mình lấy chiếc kia ra là đéo nó phải gọi ông tổ luôn các bạn. Đợi một xíu. Lên ơi. Chào cháu. Nghe nói là dạo này cháu xưng hùng xưng hổ ở đây đúng không? Cháu có biết cụ là ai không cháu? Cháu từ bỏ hệ động cơ giống cụ rồi cụ ơi. Hết thật. Gì vậy? Cháu xưng hết. Qua đây cùng gì vậy? Department of Transportation City Code Enforcement. À xe cảnh sát hả? Xe dọn đường vậy? Ê không có bung bung biết nha. Xe này quà lên đóng lại quà. Rồi đi bạn. Xe mình có cái thùng. Đền xe bạc tỷ liền á. Xe mình có cái thùng để chở hàng nè các bạn, phòng trường hợp mà chở dừa tôi không bạn? Dừa nếu mà đo không? Kích thước thì thấy là nó dừa á bạn. Rồi rảnh không câu về chứ tốn tiền xăng lắm. Nào hết điện đi kêu. Nghe đồn con kia cũng điện đúng không? Cái điện kìa. Nào nó xe điện đúng không? Mày chạy xe điện nè. Con coi con xe này nó cứng. Ủa, nó điện mà nó cứng quá gì ơi. Điện mà nó cứng quá mày ơi. Ủa ơi, lên đây chơi với cháu. Đứng đâu dưới vậy? Từ đây xíu, để xíu. Nó lạ vậy cậu. Cắm cái đầu xuống. Rồi mình cháu lật. Cháu lật mình nó tuy là nó hơi yếu nhưng mà nó được cái là nó khỏe các bạn. Ủa là sao? Lên rồi, xích ra coi. Ra coi. Tại mày mà. Không các bạn, cái này là do cái người kia chơi. Trời đất ơi. Mày không cảm đi, tao bị lết ở đó mà gì? Diễn tập. Diễn tập những cái ngôn nghe lú của nên nguyên một con heo nó đè luôn. Rồi, rồi, rồi đang lên, đang lên, đang lên, đang lên. Dốc. Lên. Lên. 2 3. Tốt. Cả cái thùng. Do cả cái thùng thôi, bạn hiểu không? Bên này dễ hơn. Trời. Hiểu nha. Khéo mà nó quá dễ đâu bạn. Tốt. 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 Nhục ra. Quay ra không nổi nữa. Các bạn nhìn cái mâm này, nhìn dạo này Brick nó làm những cái chi tiết này rất là đã, rất là đẹp luôn. Tốt. Có ai giúp 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 cụ không? Thôi được. Ủa. Rồi được rồi, được rồi. Tự lên được, tự lên được. Kệ kệ con vô nó đẹp nó giúp rồi. Mày cái gì? Hồi nãy là đúng là lên được rồi nhưng mà do con xe điện nó chặn đường hả? Không có đâu, tao bị lết bánh gì à. Con này nó có chức năng gạt cầu các bạn. Xong rất cái thùng. À tao đứng ở đây tao không làm gì, không có đụng tao nghe. Nữa giống rồi, tiếp cái nữa giống rồi. Nó cao. Rồi. Trời ơi, cuối cùng cụ cũng lên được. Không biết hồi kéo ý. Sao lúc có cái đèn đẹp vậy? Đẹp, cháu nằm ngủ đẹp cứng vậy? Đây bạn, bạn có muốn, bạn có nhu cầu kéo không? Để tôi kéo bạn luôn cho bạn. Ủa sao tao giảm được? Kéo không, kéo không? Ủa, rồi, rồi để đi, để tôi, dịch vụ. Rồi, gần tay lại cái đã. Bạn có mất cái gì? Thấy bạn nhưng mà bạn, tôi nói xe bạn nó bị hết rồi, hết đồ, hết bình, hết điện. Giờ bạn cứ để đi, để tôi giúp bạn cho. Tôi sinh ra để giúp bạn, ok. Rồi đầu tiên là mình cần phải xuống dưới xe. Ê chánh ga coi Dũng để người ta làm việc. Ê lùi lấy xe điện. Ủa nó có chạy được đâu. Khỏi quên. Để mình mở nó chạy. À. Rồi quà móc dây vô đi quà. Móc đàng hoàng nha, xe xịn á, test hà đó. Móc
để móc vô. Này các bạn coi khóa động cơ của con Zill 130. Ai móc đèn hư đèn đền mắt lắm á nghe mày. Anh em móc chuẩn không anh? Ủa? Rồi bây giờ mình sẽ thu dây lên. từ nó có gì đó nó sai sai ở đây nè các bạn. Cố lên. Nó kỳ lắm. Nó kỳ. Lúc nào ngồi cho nó nhẹ bớt coi. Phải xuống dưới chứ cho nó nhẹ chứ. Từ từ. Thôi. Được không được. Dưới hư hư. Ở đây xảy ra gì đó. Thông cảm, dịch vụ này mới vừa triển khai nên nó còn hơi lộng cộng xíu. Thứ hai là xảy rồi. Rồi kéo lên. Ây da, gớt cái thùng luôn. Chưa. Các bạn quý khách đợi trong giây lát để chúng tôi sửa chữa lỗi lầu và lấy cho anh mấy thùng mì tôm lẻ đi mà. Đợi tí, đi lấy. Đó tôi hỗ trợ bạn rồi đó. Không cần bạn. Rồi nó nói chung lúc nãy là do lên xe của mình nó móc lộn chỗ rồi các bạn. Nó kỳ vậy ta. Phải không? Sao mình cái này nó hay không nghe dốc bạn. Bạn phải quay đầu rồi mình như móc cái đít đi hoài. Bò móc cái đít đi hoài. Móc cái đít đi chứ cái đầu này cái xe mình nó dở đầu hoài hoài. Ủa móc đít rồi ta chạy sao mày? Thì á. Nó cầm nó thả diều nó kia. Không có gì vậy. Thằng này chắc đuổi việc nó quá. Ai gì? Nó móc có cái thời gian mà hoài luôn con xe. Thiệt. Rồi mở hai bên ra coi. Không chiếm đâu nè. Chưa mở hai cái thùng ra mà. Ủa mở hai cái thùng giùm anh cái. Ok. Rồi móc thêm dây nữa. Rồi. Cần ta mở. Đâu ta mở cái khóa. Chính ra. Hả? Nó thuộc không? Đó ta mở. Từ mình yếu quá ta. Lên nè. Lên đầu. Sao nó không giống như mình tưởng tượng. Thôi bạn bây giờ để mình cậu lên lần cuối các bạn. Lên đi. Nó giật cái đầu xe lên. Từ ủa sao chạy được rồi hả bạn? Rồi sao lên? Nó chạy được. Khoan bây giờ ông đẩy tôi lên đi, ông đẩy dây tôi lên đi. Kéo lên. Rồi. Ê sao cái bụng cái nóc tao ra rồi thằng. Đâu có bụng đâu, nó còn mà đâu có bụng đâu. Nó cái nóc kìa. Có. Do thằng lớn kia nó móc cái dây á. Rồi lên. Chạy lên bạn, chạy lên. Hai ba lên. Kéo lên đi. Nè. Gớt cái thùng. Gớt cái thùng. Hạ thùng xuống. Ừ. Bánh chả anh chiếc xe đi. Thôi ép lên đi. Thôi để tự lên. Mệt quá. A few minutes later. Ok. Rồi móc vô. Em. Lên xe móc vô lên xe. Ê đừng có đóng cái thùng. Thằng nào đóng cái thùng vậy? Đánh nó mập chưa còn đóng vô. Tại lắm tại khôn không mà móc cái dây vô là được rồi. Ok đi. Ủa nó kỳ lắm. Ủa bạn nó dở. Ủa rồi cái xe nó còn cái gì đâu. Không đi làm ăn như hạch vậy đó. Xe còn cái que vậy anh. Đề nghị chỉnh lại cái chỗ móc đi gì à. Mệt quá. Cây đi đi. Được. Xe bàn tỷ của ta nha. Mời chủ xe lên xe nha. Chủ xe ơi. Ê mấy anh kia đi trước ơi mấy anh kia. Rồi, không có dừng ngay dốc, tôi bay không? Rồi, dừng ngay dốc kìa, tất cả cái mùi nó rung nó ghê vậy. Ê, cái gì đó nó kỳ đây nè. Cái gì đó, rồi. Thôi, để tôi về, tôi sạc điện cho nha. Ừ, đi sạc đi thiệt á. Chạy đi xe đây, tao gọi, sạc điện, tao sạc mày. Xe này nó chạy không nổi các bạn ơi. Nó không có đủ sức mạnh để nó chạy. Nói chung là mình bán phế liệu xe kia các bạn. Giờ mình điên xe này cho nó thân thiện môi trường. Ủa bạn xe điện mà nó có ống xả là sao bạn? Không biết nữa. Ủa, xe điện nó có cái tiếng động cơ. Ê, nó rớt cái mũi luôn. Mày biết mua trần bao nhiêu tiền không Di? Mà
Mày có thấy con xe nhỏ nhỏ đâu không? Tao bỏ hàng tỷ đồng ra để tao làm cái con xe nhỏ cái gì? Đây nè. Con xe này nó không có phuộc, con xe này chạy nó cái đường nó làm sao là con xe nó lắc vậy luôn à, nó không có phuộc. Cái xe bọt chứ có phuộc sao? Xe dởm quá à. Không, rút mua vô lại cho. Còn gì nữa đâu rút bạn. Ê, chỗ đó giấu giấu quỹ đen được các bạn ơi. Chỗ đó giấu quỹ đen được. Vậy là bạn như nhiều quỹ đen lắm đúng không? Đây, đây, đây. Ôi, có góc nhìn thứ nhất luôn kìa. Ôi. Mấy ông bạn? Mày hả mày? Nó là xe mình nó đâu nhỏ lắm đâu, cũng gần bằng con xe này chứ bộ. Đó. Ừ, bằng, bằng, bằng cái thùng đó. Xe rẻ hơn dạ. Xe tao mua tiền không có gì. Sao tao thấy, nãy mình thấy người ta chạy xe này nó cứng lắm. Đúng rồi, tới đưa tay mình thì nó rất là lung đổ chứ. Để coi tại ông không cứng. Ủa lộn lộn, đang chạy mở cửa chị. Mình mở cái mui, mình hạ mui xuống. Ôi trời ơi, ôi trời. Gì? Ôi ôi. Con này giúp hơi bị đỉnh đó bạn. Không hại. Đẹp rồi. Đỉnh hại. Ôi nó quay mấy vòng luôn kìa. Bye, bye bye đẹp. Không, chiếc xe nổ tới nhất thế giới, ta chạy phải dừng lại đó mới mua được. Bây giờ mình thử thách mình đi cái đường này nè mọi người. Đường này để coi con kia nó có giống được mình không. Tin được không bạn? Xe bạn tin bạn, được không bạn? Con này nó đề bao nữa đâu bạn. Không bạn, mình đi ngang bạn thử coi đứa nào rớt trước bạn. Sao nó tưng cái đít dưới vậy bạn? Cánh cửa rồi đó. Không cảm ơn, không có phuộc. Liêu liêu. Liêu liêu. Liêu liêu. Chắc là Hoàng ở trong, chắc là Hoàng nó cũng đang ngán lắm. Ờ. Đáng sợ quá. Rồi, Dũng nè, hiện tại là mình đã có 3 chiếc nha các bạn. Rồi, giờ thánh mấy bạn đi ngang được cái này nè. Đó, thấy không? Sao đi được? Mình giống như quỷ. Cái xe này nó mạnh quá rồi. Cái phuộc của nó, nó từng có chút xíu rồi. Nó từng, phải là từng nguyên xe luôn rồi. Mắc mới thì chạy, mở cửa ra chi vậy? Lướt không, để có gì bị lật mình không có bị lật bạn. Mới đóng cái cửa vô, cái xe nó lộn ngực luôn. Thở không? Kêu mày đập gì đóng cửa kia. Ok, chủ xe nói gì cũng đúng, chủ xe nói gì cũng đúng. Ủa rồi mở cửa sao? Xuống à. Ông phải mở hết cửa, ông hiểu không? Rồi đi. Rồi. Trời ơi, xe anh có mui trần, xe em có mui trần rồi. Đỉnh cao của Red ở đây nè. Đó, dùm đi cái mẹ cái đường này nè. Thấy không, mấy kia đi được. Rồi. Gì, anh nói lại coi. Sao đi được. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Sao mà nó xì bóp vào hai cái được? Cửa nó mở ra mà nó đầm dữ người ta. Trời ơi, khí đồng học hết đó bạn. Xe này có mất nó chạy không bạn? Anh đi vô đâu, vô cổng rồi. Có bạn, bật xì bóp đi bạn. Chứ không có một gót đâu. Còn eco đi chị. Ủa, bao nó bậy. Trời ơi, có cái cửa. Gót. Ghê vậy. Ghê vậy. Cái cửa nó ghê vậy, cái cửa nó không có, cái xe nó không bị gì luôn. Một tàu mát quá. Ôi sao ông cất mua vô đi bạn. Không, thấy nó nói đúng không? Đến nay con xe hồi nãy á, cái lúc mà nó giơ hai cái cửa ra, mình cứ tưởng nó là một cái con xe, nếu mà nó là cánh nó bay được luôn á các bạn. Nếu nó là cái cánh thì nó bay được luôn. Thôi, trả xe nè, không đi nữa. Trả xe. Để đếp cho anh mượn xe đếp. Chơi xong mình bỏ. Ê, 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 ê. Cứ xe đếp, cứ xe đếp. Rồi rồi, gạo anh tái vô. Xe này, ô Ê, luôn lên xe nó luôn gắn thêm anh. Phục chúng có em kéo lên anh kìa. Sao? Nó đâu mất đồ rồi. Nó luôn vậy. Ê luôn, có cần gắn thêm ghế ở với cái thùng lên ngòm luôn. Không cần. Có thùng dưới kìa. Ừ, cái phục chúng em dưới người ta kìa. Ôi sao nó hẳn chết rồi. Ôi má nó nhúng. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Hả? Không có hai cái cửa chắc banh xe này quá. Con xe này nó chạy ảo à. Tự xe này nó bị hư luôn á. Ừ, nó không hư mà cái độ nhúng của nó đỉnh thiệt chứ. Đỉnh hơn con Ford Bronco. Xe nó cũng đỉnh gì. Cái gì đó đỉnh. Khen này thì khen. Trời, trời ơi. Trời ơi. Để yêu đi. Không sao. Cái, mà tông được. Nó cứng vãi. Nơi, xe mình mất trụ A rồi anh.
Ủa cái sao đâu em rồi. Cái thiết kế mới là nó sẽ như vậy em. Thiết kế mới nhìn nó nó mất luôn trụ A đúng không? Yeah, nó chạy đi gì? Gất cái cửa đâu rồi. Ủa gì? Gất cái gì? Nó gất cái gì ra vậy? À đâu nó rớt cái đồ gọi là cái gì ta, cái ốp trắng... của cái vạch bánh xe á. Ờ. Khi đồng học cũng đau rớt rồi nha. Thôi chả nào không đi nữa đâu, đi con này nó mới nè, con này ốp rất nè, ngon các bạn. Lật mà. Con này nó ốp rất ngon mà. Đó không? Các bạn nhìn cái bụng nó nhúng. Ồ nó thật không? Trời ơi. Đó, bay nhảy tưng 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 tưng. Quý. Ê đừng có mở cái tao bô lên coi. Bạn luôn lên xe tôi nào bạn. Bạn bán con xe nhỏ nhỏ đi bạn. Tôi đang đua bạn. Cái quỷ này nó cứ mở đồ ra là sao vậy? Rồi 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 lên đây đây đây. Đây tôi chở bạn đi lên núi bạn. Bạn thấy đỉnh núi trên kia không? Thôi bạn đi. Rồi đi. Rồi lên ngồi dưới vô chắc. Rồi thắt dây an toàn vô nha. Đề nghị thắt dây an toàn vô nha. Bạn ơi. Đó thấy không? Cái hai bên này có cái lỗ lại à. Đâu cái chỗ đó để đu ga các bạn, để lấy ánh sáng các bạn. Không êm không? Trời quá êm luôn. Ừ. Đó xe này mới gớt cái gì thôi. Dò gớt cái gì vậy? Không, không vẫn còn bốn bánh ở đây. Cái này là bánh sực. Bánh sực cua. Ủa? Lại. Lại. Gia đình đánh quắc kìa. Gì cũng phải có sai sót các bạn hiểu không? Hồi nãy là do chở nặng quá các bạn, cho nên là cái xe mình nó mất cái cân bằng đi, trọng tâm cái xe nó bị lệch về một bên nó mới quay tin không thôi. Đó không do mất cân bằng á đó. Bạn thấy mát không bạn? đừng lăn nữa gì ơi. Ê, rồi, cái xe này là Land Rover. Land Rover Defender. Yeah. Ủa sao mà bị gì vậy? Xe mát quá vậy. Rồi mày lên nổi cục đá đó không gì? Nổi. Nghĩ sao vậy? Thấy nghi rồi đó, thấy nghi rồi. Chồng chồng má ơi. Xe này là tại vì nó bị cái nói chung là thiết kế của cái người mà sản xuất ra cái xe này á, người ta thiết kế là khi bị tai nạn á thì những cái món đồ trên xe nó sẽ rớt ra để tránh bị ảnh hưởng bởi những người bên trong xe, bạn hiểu không? À. Nắng quá. À. Nhưng mà ảnh hưởng những người bên ngoài. Để nói vô đi bạn, nó là một cái triết lý bảo vệ người đi bộ, lỡ mà có ủa vậy? Mình đang đi lên mà. Nó mạnh đó bạn. Xe này nó gài cầu khóa visa giữa nhưng phải khóa visa cầu sau, bạn hiểu không? Chim nào dốc đã không xuống chơi bạn. Chơi bạn, thích tôi chịu. Bên trái kìa. Xe trung tâm rồi. Bên này hả? Để về phóng luôn đúng không? Ừ, phóng luôn. Ê ok. Bật hai giá, bật đèn. Rồi mày chạy trước đi, tao đi xuống. Ê, mày lên theo mày. Bấm cái chữ bỏ chơi ra mày, bỏ chơi ngắn nha. Bỏ chơi ngắn nha. Rồi. Ứng rồi. Hôm này cũng đâu gì không ghê đâu. Nha. Để coi. Ai mà xuống cái nước này cũng phải bay thôi, không các bạn không? Xe nó bảo vệ người ngồi bên trong xe đến thế thôi chứ, bảo vệ hành khách quá đỉnh luôn. Bánh xe vẫn không bể các bạn. Bánh xe nó dính cái gì nó cứng vãi. Ủa kêu con chó nó dán luôn. Ê cái xe được con sườn cứng à. Cái sườn đúng cứng luôn. Con Lenin nó cứng vậy. Anh ơi, con Lenin nó rớt kìa. Rồi. Thành xe díp rồi bạn. Xe mình chết là nhục lắm nha Di. Không bạn. Trời ơi, xe mát quá. Nhưng mà cái xe nó vẫn còn chạy được luôn nè. Áo vậy. Xe nhẹ ký không? Anh ơi, xe em nè. Giờ tới đây mà chết thì lắm á Di. Sao chết được? Cái xe mày bằng xe tụi tao được. Nó nó khác lắm xe này. Con Lightning kìa. Con Lightning nó rớt từ trên xuống dưới, nó vẫn vậy luôn á. Không, vậy là xe đó là non rollable rồi. Còn xe mình nó chuẩn bạn không đó. Gì không bạn, nó giúp cho xe mình nó lướt gió tốt. Nó nhẹ hơn hả bạn? Bây giờ là cái này nó giống như mấy con xe mà ở ở chỗ mấy chỗ mà thế giới hoang dã mà người ta đi, người ta ngắm động vật rồi này kia đi trang vậy. Không, không ngắm động vật nào mà chết chết chuyện này. Mấy con xe mà nó nhảy núi cho đã thôi, nó nổ xe rồi cái thằng tài xế. Nó ngồi ở trên ghế, nó ngồi đường con xe mình các bạn thấy không? Không biết nổ động cơ là gì. Không biết rớt bánh xe là gì luôn. Vậy chó gì cái động cơ mình không biết kìa gì. Ê hút anh cái. Hút anh
Hút nhẹ thôi, hút nhẹ nó nổ. Đâu đây? Ê, đi ra, cù đi ra, cù lửa nó bắt. Tính ra là con xe mình nó trâu rồi chứ có thua lửa thôi. Anh ơi, xe heo em còn cục máy với cái kèn nè. Để, dục, đứng ngang dục, để lên thử. Rồi, đi đi em. Đi đi em. Không hư được. Để lùi xuống miếng nha. Rồi, vừa khích cái thùng luôn, vừa hơi bị dướng cái cản thôi. Khe luôn kìa. Dướng cái bánh xe chứ thôi, bỏ bánh xe ra là ngon. Đấy. Ấy cửa. Ừ, cái màu nó cũng giống nhau nữa chứ. Đỉnh thiệt. Đâu bây giờ mình thử thả cái miếng phía sau xuống dùng. Hạ miếng phía sau xuống. Mất tiêu à. Mày định làm chết cao bốn hay gì? Lẹ 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 lẹ. Đấy, ủa không biết cái nút mở hả? Ủa đâu rồi? Đây. Cái nút mở nằm đâu rồi? Đây. Mở nó không xuống luôn bạn ơi. À nó móc cái xe đâu rồi. Rồi. Nhưng mà chưa được. Cái miếng nó phải mở xuống mới được. Dùng có nút mở á. Chủ xe đâu rồi quay, chủ xe chủ xe ơi. Rồi, ok, đấy, đó. Không, thôi, đỉnh. Để nào nói chung con xe này là đỉnh nhất trong những con xe hôm nay mình đi các bạn. Rồi thôi, coi như là mình đã hoàn thành cái chuyến đi phượt upgrade ở đây các bạn. À, nói chung là đi trên đường thì nó cũng có mấy cái nó vui vui, nó lạ và nó dị. Và cái đoạn đường upgrade trong này thì nó cũng chỉ có một đoạn ngắn, nó vòng quanh xong nó về là điểm đầu đó các bạn, cho nên cũng không có gì hấp dẫn lắm ha. Thành ra là mình sẽ tạm dừng cái video ở đây nha các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hôm nay. Hẹn gặp lại tập sau. Nếu các bạn thích cái series này nhớ đến cái mình cũng như like video và share với mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.